Sáng ngày 25 tháng 9 tại thành phố Hồ Chí Minh, Viện Nghiên cứu Phát triển thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo tận dụng EVFTA trong bối cảnh COVID-19, cơ hội và thách thức cho ngành nông nghiệp, dệt may và da dày. Hội thảo quy tụ các chuyên gia nghiên cứu từ các viện, trường, các hiệp hội, doanh nghiệp tham dự. Tại đây, các diễn giả trình bày nhiều bài nghiên cứu đánh giá chuyên sâu, nói về những cơ hội, thuận lợi của EVFTA với các doanh nghiệp Việt Nam. Cụ thể như các bài nghiên cứu về đánh giá tình hình thực hiện các FTA Việt Nam tham gia trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU, những lưu ý trong lĩnh vực nông nghiệp, xuất khẩu nông sản Việt Nam, cơ hội và thách thức sau khi Hiệp định EVFTA có hiệu lực, định nghĩa ngành dệt may Việt Nam trong bối cảnh Hiệp định EVFTA và tác động của đại dịch COVID-19 tới chuỗi cung ứng. Trong đó các diễn giả nhấn mạnh, việc các sản phẩm nông nghiệp Việt Nam muốn tận dụng lợi thế về thuế quan phải làm được các công đoạn về chế biến sâu. Bên cạnh đó là phải quan tâm đến các vấn đề về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm. Các diễn giả cũng nhấn mạnh, với ngành dệt may da dày, Việt Nam cần nắm được các xu thế trung hạn và dài hạn, tập trung đầu tư cho công nghệ máy móc hiện đại. Bên cạnh đó cũng cần quan tâm thêm về các yếu tố tài chính, ngân hàng, hạ tầng, v.v.